đó là chú Bảy và cô Thủy. Bây giờ các con chào cô chú nào. Chúng con xin chào cô chú. Ngày hôm nay đến đây, ông Sao hãy mang quà đến cho các con. Còn cô chú cũng mang nhiều quà lắm. Vì thế các bạn cùng nhau nhan để cô chú thưởng quà nhé. Và bây giờ xin mời cô chú có tươi lời đấy các em nào. Vui là vui quá, vui là vui nhé. Thôi không có ngại thế. Vui là vui quá, vui là vui nhé. Vui không sẽ chỗ nào. Cảm ơn tụi con. Hai bác ở xa lắm. Hai bác đi qua bên Campuchia cách đây khoảng 3 tuần lễ. Cũng gặp tụi con như thế này này. Nhưng mà ở bên Campuchia đó, thì các em Việt Nam bên Campuchia còn khổ hơn tụi con ở đây nữa. Nếu mà tụi con biết được những em như tụi con ở bên Campuchia, tụi con thấy là tụi con còn đỡ hơn các em ở bên Campuchia nhiều. Nhưng mà hai bác thấy tụi con ở đây, hai bác cũng rất thương tụi con lắm. Và nghe các sơ kể về cuộc sống của các con ở đây với gia đình, hai bác rất là thương tụi con. Và nguyện xin Chúa hài lòng luôn ban cho các con cũng như gia đình các con bất cứ ở tôn giáo nào cũng đều tin là mình có thượng thượng đế nhé. Các em là Công giáo hay Phật giáo hay Tin Lành, chúng ta đều tin vào thượng đế. Và hai bác đây cầu chúc cho chúng con cũng như gia đình chúng con được hết cái mùa này là mùa đông, mùa Noel được nhiều ơn lành của thượng đế cũng như của Chúa hài đồng đến với chúng con và gia đình chúng con. Hy vọng rằng một vài món quà nhỏ nhỏ sẽ đến với tụi con và tụi con sẽ được vui trong gia đình ít nhất ngày hôm nay cũng như trong những ngày tới. Và các con biết là sắp sửa chúng ta sang năm 2012 chỉ còn có khoảng ngày nữa thôi. Tụi con chắc ai cũng sẽ soạn lên thêm một tuổi. Thêm một tuổi thì chúng ta phải giỏi hơn, phải cố gắng hơn và cái gì mình cũng phải làm khá hơn. Khi mình nhỏ, bây giờ mình lên một tuổi nữa thì mình phải mọi cái phải tốt đẹp hơn nhé. Một lần nữa hai bác chúc tụi con được vui ngày hôm nay.